Xin chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nguyễn Thái Học và Trần Hưng Đạo. Theo thẳng đường Trần Hưng Đạo này, chúng ta sẽ đi ra chợ Bến Thành, đường Hàm Nghi, ra bến Bạch Đằng. Và theo thẳng hướng Nguyễn Thái Học này, chúng ta sẽ đi về đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 ngày nay đó, đi về quận 3, quận Tân Bình, và đi thẳng đến quận 12 Hóc Môn luôn đó ha. Và bên cánh trái chúng ta đó là ngôi trường ngay góc Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, đó là trường Chinaman, ngày xưa là trường nữ sinh đó. Chợ Cầu Muối theo hướng này nè. Phía trước chúng ta đó là trường Nguyễn Thái Học. Và hành trình ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một con hẻm mà nơi đó gắn liền với tuổi thơ của cô chú anh chị, đó là hẻm 145 Đề Thám. Và chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại, trước mặt chúng ta đó là đường Bùi Viện, ngay mũi tàu Bùi Viện và Trần Hưng Đạo. Lúc nãy đi ăn sáng xong rồi đi uống cà phê cốc với nị bạn đồng nhỏ xong, bây giờ mời cô chú anh chị chúng ta cùng lang thang một cái con hẻm nữa rồi mình sẽ đi về nhà luôn. Và bên tay phải chúng ta ngày xưa có một cái rạp hát, đó là rạp Nguyễn Văn Hảo. Và đối diện rạp Nguyễn Văn Hảo thì có một cái lò bánh mì Vạn Kim, kế bên cái tòa nhà Ben Plaza. Chúng ta đang đi trên cái vỉa hè của con đường Trần Hưng Đạo. Buổi sáng rất là mát mẻ, và không riêng gì buổi sáng, con đường này buổi trưa, buổi chiều, buổi nào cũng mát. Tại vì con đường này rất là lớn và có hàng cây rất là lớn luôn. Có vỉa hè, có lối cho người đi đi bộ, đi xe đạp, nhưng mà ít có con đường nào có. Và chúng ta đến đây là Ben Plaza ngày xưa đó, và ở đây có cái hẻm 135 Trần Hưng Đạo. Thì hôm nào có dịp chúng ta tiếp tục đi vô hẻm đó ha. Hẻm cuối hẻm là ra đường Cô Bắc và đi đến nhà 37B Cô Bắc đó, thì cũng là nhà của cô chú anh chị. Hôm nào chúng ta sẽ đi cái video clip này, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi đến hẻm 145 Đề Thám. Tại vì cái comment này em cũng tiếp nhận rất là lâu rồi, và hôm nay em rất là vui khi thực hiện được cái video clip này. Đó, chúng ta nhìn bên phải đó là rạp Nguyễn Văn Hảo ngày nay. Ủa, ngày xưa cũng là rạp công nhân ngày nay, nhà hát kịch. Và kế bên thì có một dãy nhà xưa đồng kiến trúc, một dãy phố cổ. Phía sau những dãy phố này là con đường Bùi Viện, ngã tư quốc tế. Theo cô chú anh chị chia sẻ thì ngã tư quốc tế nằm ngay ngã tư Đề Thám và Bùi Viện. Theo hình ảnh của tư liệu ngày xưa thì lò bánh mì Vạn Kim là cái nhà Rai Station, và kế bên có một cái khoảng trống tam giác, ngày xưa để trống nhưng mà ngày nay thì bán gà rán rồi nè. Khoảng trống tam giác giữa bánh mì Vạn Kim và tòa nhà Ben Plaza. Đó. Và dưới tòa nhà thì có một cái hẻm đi vô, đó là hẻm 135 Trần Hưng Đạo. Rồi, sẵn đi ngang thì chia sẻ vài hình ảnh để bà con cùng hồi tưởng lại một cái hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa.
thông qua một số hình ảnh ngày hôm nay. Đó, chúng ta nhìn bên kia đó là chung cư 62 Trần Hưng Đạo nè. Đi thẳng đến tí nữa là ngã tư quốc tế theo đường Đề Thám. Cuối đường Đề Thám là công viên 23 tháng 9, cũng là trạm xe lửa ngày nay ngày xưa đó. Chúng ta nhìn lại ha. Và khu này có một cái nhà thờ Tin Lành, cũng đến sắp đến Noel rồi. Nhân đây em cũng xin kính chúc đến tất cả của chú anh chị có một mùa Noel thật là ấm áp, an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và Chúa tình yêu Giáng sinh, một cái slogan của Tin Lành. Và chúng ta sẽ đi theo hướng này, đó là đường Đề Thám. Ở đây có chú sửa xe máy, xe đạp. Chúng ta đi cặp theo bên hông của nhà thờ Tin Lành. Và cái hẻm 145 mầm bên tay phải. Hôm bữa mình có đi vô một đoạn hẻm nhưng mà chưa rõ lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thực hiện lại, đi cho trọn vẹn. Không biết cuối hẻm là có thông ra hẻm Cô Bắc hay không, nhưng mà hôm nay chúng ta đi thử. Đối với đoạn này thì ngày nay rất là thay đổi, rất là nhiều hàng quán ăn uống, rất là nhiều quán nhậu. Chúng ta nhìn lại cái nhà thờ Tin Lành nè. Một đoạn sau này là cũng thuộc nhà thờ luôn nè. Theo hướng này là Trần Hưng Đạo. Chúng ta tiếp tục ha. Cái đoạn này có hai cái đình, đây là Bửu Hoa Tự, hẻm Bửu Hoa Tự. Và sắp tới là Liên Tông Tự. Ở đây có một cái spa, không phải spa mà là salon làm nối mi tóc đó. Trước em có bán mica và bán cho công ty này nè. Swing. Lúc trước họ mua mica để làm đèn trang trí đó. Rất là nhiều luôn. Buổi sáng thì bên này rất là mát. Đối diện cái tự thì mới mở cái quán nhậu rất là lớn đó.
đối diện hẻm 145 là hẻm 160. Chị bán hủ tiếu, bán đồ ăn sáng. Và ông ta nhìn tới tí đó là giao lộ Đề Thám qua cô Bắc. Đi tới tí nữa thì cô Giang, rồi tới tí nữa là bến Trương Dương. Và ông ta nhìn bên phải đó là Liên Tông Tự, cổng Liên Tông Tự. Và đó là hẻm 145. Và chúng ta sẽ đi vô thử. Biết đâu trong những hình ảnh này cô chú anh chị khác lại thấy được những kỷ niệm của chúng ta ngày xưa, và hôm nay mình lại có dịp đi vào. Nhân đây thì cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã comment. Đây là Liên Tông Tự chùa Trung ương. Chữ đọc không rõ cho lắm. Thôi về nhớ hỏi cho anh nha. Thôi có điện thoại về máy này, điện thoại đây có cái hẻm nhỏ nữa, hẻm 145 xuyệt 19, nhưng mà không biết nhà anh chị là nhà nào ha. Chúng ta tiếp tục đi thẳng vô hẻm này. Cái đình này được xây dựng năm 1960. Không biết đây là hẻm cùng hay là hẻm thông đây. Ồ, hẻm cùng rồi. Rồi chúng ta quay trở ra thôi. À đây có cái cổng đóng là hẻm cùng rồi. Để mình không có Liên Tông Tự. Chúng ta đi vô đây thử. Đây có cái hẻm nhỏ nữa nè, kế bên Liên Tông Tự. Đây là 145B. Cô đừng hỏi cái hẻm này có thông ra cô Bắc không? Dạ, anh cảm ơn cô. Hẻm này thông ra cô Bắc luôn. Rồi một số hình ảnh ở trong hẻm 145 chia sẻ cùng anh chị và các bạn.
Hy vọng bằng video clip này anh chị cũng nhìn lại được những hình ảnh của ngày xưa và ngày nay thay đổi như thế nào. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi. Bọn ta ra đây là hẻm 88 của Bắc. Và theo hướng này là mình sẽ ra bên kia, đó là đường Hồ Hảo Hớn. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Ta nhìn qua đây là điện thờ Tòa Thánh Tây Ninh, Thánh Thất Cao Đài. Kế bên là hẻm 71 của Bắc.